đổ ra các bạn ơi. Đổ lên, cận luôn hả anh? Quá trời ơi. Mốc phát hay từ cận lắm. Hello, chào quý vị khán giả nha. Hôm nay hai anh em mình đi thăm câu trên ruộng các bạn ơi. Ông trời là một mưa một trận quá lớn rồi. Theo dõi anh em mình đi thăm câu nha. Dính hả? Rồi ngập lên câu luôn các bạn ơi. Ngập ơi, ngập ơi. Cái chê à. Ồ sao im re vậy? Ồ dắt ruột rồi các bạn ơi. Rồi xong phim. Ruột luôn. Ây dạ. Ổn ghê. Kéo cửa đó là cái cá bự lắm các bạn. Lần đầu tiên các bạn ơi. Mưa rồi mà đường này anh em mình không có từng đi cắm luôn các bạn, mà sao cá nó cũng ít đó trời ta. Anh em mình đâu có loại sông nó loại nguồn đó các bạn, nước lớn lắm các bạn. Giờ bơi không mà khỏe lắm. Mà mệt người bơi thôi. Người bơi phiên không mấy gì mệt đó các bạn ơi. Tiếp các bạn ơi, tôi hy vọng cái đường này nó sẽ có cái chê lớn các bạn. Anh Trường ơi, ho cá gì thơm quá vậy? Má Thảo cần câu người ta không sao mà kho cá thơm quá vậy? Ồ, hèn chi có cá nè. Cắm cặp mẹ không dở hết vậy rồi. Dở của người ta hết rồi má. Ý, cái gì? Cá lóc. Cá lóc, ý, chuột cái gì á? Quá trời ơi. Quá trời chuối rồi các bạn ơi, cái chuối rồi. Hết có biết rồi. Cù nẹo nè, trời ơi, chợ nẹo ở đây nhóc mà không có ăn trời. Này nó canh chua thì khỏi nói luôn các bạn. Hả? Chạy hả? Rồi, vuột nữa rồi. Mưa luôn rồi kìa. Mưa nữa rồi các bạn ơi. Ừ. Rồi mưa luôn rồi các bạn ơi. Da mưa xong quay được ta. Nãy giờ không có một con luôn trời. Rồi hết mồi không ta? Rồi vô các bạn ơi. Không biết cá gồ là cái gì nữa. Nó kéo yếu quá. Ồ chắc cá gô rồi, nó không có ngập thì cá gô chắc. Nó đâu có ngập từng câu đâu các bạn. Đó thấy chưa. Không cá gô mà. Ồ vuột luôn. Thơm thiệt trời nè các bạn. Gô mề nè các bạn. Khô à. Khô là đã luôn các bạn. Đâu rồi? Đây. À. Cho con xin con cá chê coi, con cậu. Con thôi á. Con cá chê bự. Hồi nãy xin con rồi tí á, ruột mẹ luôn. Con đó. Cù nèo nhiều dữ à. Dính không? Rồi cá chê là chắc luôn rồi. Cá chê đó. Con nhìn thấy nó kéo là ô. Rồi cái gô nữa rồi, nhìn kéo biết rồi. Chê. Con rồi các bạn ơi. Mình vừa xin ông cậu cho liền thấy không? Linh lắm. Ít. Rồi, cá kìa. Cầm phải xin ông cậu hả? Ừ. Ông cậu ông. Ông cậu bà thị, ông thị bà diệt. Thị bà diệt. Đây nè các bạn, cái chê ngon rồi các bạn ơi. Ngon chín không. Giống cái chê nuôi cái gì ta? Cái đầu nó mập ghê luôn á. Em ơi các bạn ơi. Vậy là chút nữa chắc ông cậu cho thêm vài con nữa quá. Quá trời à. Cái chay này mình nướng lên đó các bạn. Chạy mỡ luôn á. Ôi ôi trứng. Gì vậy? Chuột hả? Mới đun cây tre tới làm ấy đâm đó. Chuột các bạn. Ngủ nhăn đổi chuột mà nó nói chắc hên xui mới có chứ. Mà nước này chắc không có mà. Ủa trên bờ. Tiếp theo các bạn ơi. Cái gì?
Cái tre anh bạn ơi. Cái tre các bạn ơi. Cái lóc hả? Thật là quải thiệt chứ. Cắm mình, anh em mình cắm cái tre mà dính cái lóc. Cắm cái lóc rồi dính cái lóc luôn. Còn cái lóc nữa các bạn. Bên lớn đây ký cỡ 90.000 ta, 70 hả? 70.000, con bự mới được 90. Ừ, cù nèo đây nhóc nữa nè. Quá trời à. Hai con nha các bạn ơi. Ừ. Dưới địa hả? Rồi dính, rồi gần 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 này không dính, gần kia gần chân kia không dính rồi. Cái gồ quá. Nhìn là biết rồi. Gô này nó khá dữ ta. Gô bự ngon hơn. Gô đó các bạn ơi. Đủ gô này quá trời rồi. Đây nè các bạn. Cái gô nè. Cỡ này nè ha. Gô mề không đấy. Cá rồi, cá nữa các bạn ơi. Không biết cái gì nữa, cá gô nữa quá. Lóc mà. Còn cái này mà cắm mùi nhái chắc em lắm ha. Cái lóc này ngon quá các bạn ơi. Ngày mai có khách chắc mấy con cá này cho khách ăn quá. Bây giờ được 3 con các bạn ơi. Đó rồi. Hả? 2 con cá gô đó, 5 con rồi. Tính cá gô luôn hả? Nó tính cá bự không à? Tính cái thôi là cái chấm dừa. Tới tài. Dưa mà mình giống như mẹ em làm đó là cái dưa mà mình bỏ xả vô đó. Trời ơi ăn nó thơm gì đâu. Đã lắm. Sau này xong. Dòng này hôm nay chắc có cá nhiều. Dính không? Rồi cái tre. Ê. Rồi cái gô quá. Cái gô rồi nhìn nó. Ê cái lóc nữa hả? Cái gô hả? Ôi trời cái gô. Tới tay luôn cái gô này. Mắc hơn cái tre nữa đó. Mắc hơn nữa hả? 70.000 đó. Trời. Tre trắng mình cho nhiêu. Để các bạn bao. Bà con rồi. Bà con cái gô. Tre trắng mình cái 40-70 đó. Hình như nó béo hơn sao ha. Béo ngậy á các bạn. Ăn nó ngon á. Cá lóc á. Cá gô nó kéo mạnh dữ ta. Cá mấy cái gì nữa các bạn ơi. Rồi cái gô. Trời trời cái đường này cá gô không vậy. Cái gô này nướng lên cũng ngon lắm chứ bộ. Ừ, coi nè các bạn. Nó mọc ú luôn cái gô. Cái gô này nó thích mùi trùng. Kệ gom cái gô bán cũng được các bạn ơi, mình ăn cá tre nó rẻ hơn. Rẻ hơn cái gô. Cái sạc cái gì á với cái gô. Bự bự không à cái gô. No luôn. Quá các bạn. Khổ cỡ này. Thật cái gô bự. Các bạn. Sao bữa nay toàn là cái gô không gì trời. Sao ông cậu bà Thủy cho một con cá chê nó coi. Cho mình con rồi thôi. Xin con cho mình con rồi xin anh. Nó nào có một con. Chừng nào ngập chứ nằm trên chân thôi chứ nhỏ. Thua. Thua. Thua thiệt rồi, mười mấy cần, 20 cần rồi đó. Hai mấy cần, 30 cần nữa. Keo nữa các bạn ơi. Gô nữa. Trời ơi, đừng có cá gô nữa nghe, cá gô hoài luôn, ăn ngán chết luôn á. Rồi, cá gô, ơi cái chè, cái chè, cái chè. Cái... Trời ơi, bữa nay là bữa nay ông cậu bà Thủy cho cá gô không rồi trời. Ồ, chứ ổng biết bán có giá. Ý da, chạy qua đây luôn. Kệ đi.
chứ không biết bán có giá đó, ổng cho con cái câu. Cái này nuốt cần câu luôn hả? Ở đây cần câu này dính cái con cá gô các bạn ơi. Đang tháo ở bên kia thì cái bên kia không biết cái gì nó kéo dữ lắm. Đó 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 đó, đó các bạn thấy không? Rồi cái chê các bạn ơi, quá trời kéo rồi. Ngập cần câu luôn rồi. Ngập cần câu luôn rồi. Dạ, thăm cần các bạn ơi. Kéo quá trời, nãy anh em thấy kéo quá trời. Dạ. Mày anh đái vô họ chôn. Rồi. Mày anh đấy. Ây da. Cá chê các bạn ơi. Con này sao ốm hơn con kia ta. Cá chê trắng ha. Cá đực. Yeah. Yeah. Con này nó ốm hơn con kia. Con kia nó mập quá. Mấy con ốm mình nó kéo dữ lắm các bạn. Ổng kiếm chuột cái gì trời. Chứ ổng làm lòng ổng đuổi đi chứ. Ai đâu mà đâm chuột nữa giờ. Kìa. Đâm nó kìa. Đấy các bạn ơi, con cá chê nữa rồi. Cậu cho con cá chê nữa rồi. Cái này hình như cái vực này dắt cá sạc lại đúng không? Đúng, cái sạc là luôn á. Gô nữa. Vực bự thiệt á, cái gô này bự bự không ạ? Ê, cái gô này cũng gần ký rồi nghe, nãy giờ nha. Gô bù hết đêm nay. Ừ. Gô không nữa các bạn. Vậy nó kéo lên trên luôn hả? Trời ơi, kéo ngược lại tưởng nó mắc cần câu các bạn. Nhưng khi có cá dồ nữa đó nha. Ở đây cá ruột nhiều lắm, lúc mà nước lên đó các bạn. Cá đồ ra nhiều. Ê, bự à. Con này bự các bạn ơi. Quá. Con này quá à. Ôi. Cái nhạy quá vậy. Con này cũng tương đương con đầu tiên đó nha. Hết có biết rồi. Cái chê trắng này sao nó nhỏ màu nó đen hơn cái chê trắng kia ta. Nó không tắm gì á. Ê. Ê. Cò hả? Ổng đâm dính. Đã gì? Ổng đâm dính. Để vô các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Quá trời cá khủng luôn các bạn ơi. Con cò ha. Đường cò đó, nãy con cò chạy qua đó không đâm được rồi đó. Không biết phải ổng không đâm không nữa. Quá trời rau muống các bạn ơi. Nghe các bạn. Quá trời rau muống. Cao quá chị. Hả? Rau dừa. Rau dừa chấm với mắm á. Ui cái cò kìa. Cái gì vậy? Trời ơi quá trời cò các bạn ơi. Ở đây cò nhiều thiệt chứ. Ở đây chó mã các bạn. Nắm lục nắm cái ấy luôn. Cái gì? Cái gô không hả? Đâu? Cái gô bự các bạn ơi. Đâu? Quá trời. Cái gô gì quá trời ơi. Cho cái gô đồng gì dữ á. Gô đồng mà dính cái gô nuôi các bạn coi nè. Ủa trời trời. Hết có biết rồi. Trời tụi nó cái chế luôn. Nó chạy cũng dữ lắm á nãy. Quá trời nó cái chê chắc ăn rồi. Ủa là trời cái gô. Rồi vô rồi. Trời ơi cái này hơi thua. Cái này là. Đây nè các bạn. Quá trời cái gô đó luôn trời. Con này con cái gô này giống cái gô nuôi nữa các bạn thấy không. Nhưng mà cái gô đồng nha. Gô đồng á. Quá trời. Bữa nay ông cậu cho cá gô không ra. Con cò các bạn ơi. Trời ơi con cò quá trời các bạn ơi. Đập đường con rồi. Đi. Cái bên đây con nó này nhiều lắm. Ở đâu đây con nó nè.
Quá trời cò các bạn ơi, đây dưới này thì ở đây sao mà vô được trời, cò nhiều lắm, mình không quay được các bạn ơi, tại vì máu me mình không có quay được. Đập nó chạy à. Cái này gì ngươi cắt cá gô nữa quá các bạn ơi, sao thấy nó rồi cá gô nữa rồi, thấy nó kéo đơn giản là biết rồi. Thấy không? Ê, đứt lưỡi vậy. Cá lóc hả? Cái này nó... Trên này cá lóc nhiều. Cá gì cũng được. Có cá là được rồi. Dính là được các bạn ơi. Im re luôn, nằm im re luôn. Ê, vừa nhắc nằm im re, cá lóc nó nhảy liền luôn trời. Cá mà cá gì nữa các bạn ơi, cái này cá gô nữa quá rồi, cá gô rồi, nhìn thấy nó kéo yếu xìu, gô mì không luôn, có mì không các bạn ơi, dính rồi các bạn ơi, mà không biết còn không nữa nè. Ồ còn cái gô nữa các bạn ơi, cái gô nữa rồi, kéo nhả xìu à. Ý cái gì vậy, cá lóc hả, má ơi. Yếu xìu cá lóc luôn trời. Đúng rồi, con này bự các bạn ơi, cái góc này quá trời các bạn ơi, hết không biết rồi. Dở cho anh của coi cái anh của ơi, dở lên nè, anh đại nhất mua ơi, cúp tắt cá tốt nhất. Đấy, cái miệng nhất cho trước. Còn cá lóc này quá trời. Cái đà cốp. Nên mình là bắt cá gô lên đi vô nhà. Cũng ngon không á. Cá gô quá trời. Ai nói cái gô nuôi. Đây là cái gô nuôi thấy ruột thiệt. Quá. Có là cái gô đồng mình. Mà nó lớn lâu quá. Cái gô mà tới xúc bằng này. Bằng cái nồi gắt nước luôn các bạn. Thua luôn cái gô này, không phải nói thấy thèm luôn. Chưa từng thấy đi cắm câu mà dính cái gô cái này. Lần đầu tiên luôn á. Thường dính cá bự không à. Ê đừng quên cò nữa ha. Anh đi lấy cò. Ý anh luôn ra được rồi nè. Thấy vậy. Lên ta đi lấy rồi kìa. Nè, cò đấy nè. Được con cò nữa các bạn. Ngày mai anh em đi săn cò nữa. Rồi, đổ ra các bạn ơi. Đó lên, người luôn ai. Quá trời. Xong rồi, mốc cái khen từ cạnh nóng. Cái gô đây nè. Cái gô này quá trời. Cái này cứ tầm hơn mất tí. Cái này chết rồi nè. Cái lóc này chết rồi nè. Chết rồi. Ui, cái này còn sống. Cái gô này, cái gô gì trời. Cái gô nuôi. Cái gô gọng riêng. Mà có gô, cái gô nó mắc tiền hơn hả? Mắc á. Mắc tiền hơn cái lóc nữa. Giúp nó tiệt nó bình thiên nhiên. Rồi nè, mình về đến nhà. Thôi, mình chào quý vị khán giả nha. Chào khán giả các anh bạn nói chuyện hoài vậy. Bye bye. Dạ, bye bye. Rồi, chào các bạn nha.